Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Crypto FX. Tiếp tục chuyển qua kiếm tiền ở trên mạng Sui Blockchain các bạn nha. Ở video này sẽ là bước chuẩn bị và đồng thời sẽ chia sẻ cho mọi người đi sắm cái giỏ ha, cái ví ở mạng Sui. Và ví cái giỏ này mà phải bền, xài được luôn các bạn nhé, không như cái giỏ đợt trước đó ha. Giỏ đợt trước bị lủng, lủng như thế nào thì lát chia sẻ. Và trong video này cũng chia sẻ cho mọi người cách vòi cái đồng Sui và sử dụng những đồng Sui vòi đó đi tham gia may một cái NFT thử nghiệm ha ở trên mạng Sui. Tất nhiên thì NFT này không có giá trị gì, nhưng mà biết đâu sau này sẽ có một đợt airdrop tương tự như thằng App Store vừa rồi ha. Thằng Sui với thằng App Store và hai anh em các bạn ha, cùng cha khác mẹ. Tại sao nó vậy? Và hai thằng này và từ cái đội Deep sáng lập ha, và từ thằng Jim của Facebook ngày xưa, sau khi thằng Jim bị sụp đổ do một số vấn đề về chính trị này nọ vân vân ha. Ông nào muốn thì có thể tham khảo bài trên Google. Thì nó sẽ chia ra thành hai nhánh, một nhánh là phát triển thằng App Store và một nhánh là phát triển thằng Sui. Về cơ bản thì thấy hai này nó cũng như nhau, không có gì khác biệt hết á, lỗi như nhau các bạn nha. Vấn đề mà đang FOMO thôi, chứ thật sự tôi tham gia thằng App Store từ cái thời mà ra mạng Deep ha, rồi test net và đăng ký chạy node cho nó, rồi giờ mainnet cũng tham gia, IDO trên mainnet, rồi VAM NFT trên mainnet vân vân, đủ thứ lỗi hết các bạn nhé. Chứ vấn đề là nó đi quá nhanh, đi quá gấp đúng không, đang cái thời điểm không có nghĩ và nó sẽ ra mainnet sớm như vậy. Thì tương tự như thằng Sui nó cũng vậy nè, thấy thằng Aptos bên mainnet thấy thơm quá, cũng đang rần rần theo các bạn nha. Trên Twitter của thằng Sui này hiện tại cũng khá là xôn xao và có thông tin và đề cập tới Resolve và Aerobe. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu. Cách đây khoảng 2 tháng các bạn, giờ nhắc về chuyện cái ao cái đi ha. Mấy ông chịu khó xem ha, có lợi á. Sui 2 tháng trước thì đã share cho mọi người một cái ví ở trên mạng Sui, đó chính là Sui Wallet. Và ở trong video này mình chia sẻ những gì, tạo ví nè ha, rồi cũng may một NFT thử nghiệm trên mạng Sui, nhưng mà đúng là cái mạng Sui thì nó bị xui thiệt các bạn ha. Và lúc đó mình may cái ví cái gì, ví Sui này đây đúng không, mấy ông xem lại cái ví Sui ha. Khi tạo ví thì nó chỉ có cái gì, nó chỉ có 12 cụm từ khôi phục thôi, và lúc đó là đang ở trên mạng Deep, mạng develop các bạn nhé, thì không làm được gì hết, không có cái reward key. Điểm khác biệt giữa 12 cụm từ khôi phục và reward key là gì? 12 cụm từ khôi phục, một ví chỉ có một cái đúng không, nhưng mà trong cái ví đó sẽ có thể tạo ra nhiều ví con, 100 hoặc 1.000 ví con luôn, và mỗi một ví con như vậy á sẽ có một cái reward key riêng. Ok, và chính cái reward key này mình thấy nó quan trọng hơn thằng 12 cụm từ khôi phục luôn các bạn. Các bạn có thể không có 12 cụm từ khôi phục nhưng không thể không có reward key. Lý do tại sao? Ví dụ trên ví này các bạn tạo khoảng 20 cái ví đi, ví con, nhưng mà khi các bạn xóa trình duyệt hay là chuyển cái máy khác chẳng hạn, các bạn copy copy cụm từ 12 cụm từ khôi phục á, các bạn sao lưu lại đúng không, thì nó chỉ ra một ví thôi, và nó ra một ví ngẫu nhiên trong số 20 cái ví các bạn đã tạo, hoặc lú vào cái ví 21 luôn và cái địa chỉ lạ quắc luôn mà các bạn chưa tạo nó bao giờ, nó vẫn hiện. Tại vì bản chất của thằng 12 cụm từ khôi phục á là nó có thể tạo được vô số cái ví con, nó là vậy ha. Nhưng khi các bạn có reward key thì sao nhỉ, thì các bạn có thể khôi phục đúng cái địa chỉ ví các bạn cần đúng không, và nói chung không cần 12 cụm từ khôi phục cũng được ha. Nên reward key rất là quan trọng. Cái phần này thì trong lúc trước tạo ví meta này kia mình cũng chia sẻ nhiều ha, và lặp đi lặp lại cho anh em rồi. Và khi tạo ví nên sao lưu reward key ha, quan trọng, và tốt nhất là sao lưu cả hai reward key và 12 cụm từ khôi phục luôn. Nhưng có một điều xui và đúng xui ở chỗ nào, hồi xưa tạo ví xui và cho tới bây giờ thì vẫn vậy các bạn, nó không có cái chỗ cho các bạn sao lưu reward key ha. Đâu rồi, đây bây giờ các bạn mở lên cái ví xui và vẫn vậy nè, không có chỗ nào cho mình sao lưu luôn. Thậm chí mà ví dụ cái bước ban đầu tạo ví nó hiện 12 cụm từ khôi phục cho mình, nhưng mà bây giờ nó vô trong đây nó không có hiện lại luôn ha, không có đường nào gỡ gạt luôn. Ok, rồi chắc chắn một điều rồi, cũng không có reward key ha. Nên chính vì vậy mà những cái ví lúc trước á, cách đây 2 tháng tôi tạo cũng mấy ví, tham gia cũng nhiều kèo trên mạng xui rồi, nhưng mà cuối cùng sao giờ công cốc hết các bạn nha. Dùng 12 cụm từ khôi phục nó, giờ đưa ra cái khôi phục lên cái ví lạ quắc không, chịu thôi. Rồi bây giờ sẽ chuyển qua cái ví mới, anh em chấp nhận ha, tất cả mọi người như nhau, vấn đề là do cái thằng xui quá bạc này nó đúng xui. Còn bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái tầm cao mới, đó là thằng xui ẹt
xu ẹt này nó ẹt, nó thấp xuống tí rồi nha, có thể là nó sẽ xui ít hơn. Và mình đã test thử cái ví xui ẹt này xài rất là ok, và đặc biệt có read key rõ ràng, có 12 cụm từ khôi phục rõ ràng. Rồi bây giờ tiến hành tạo thôi ha, sau đó mình sẽ đi may NFT cho mọi người tham khảo luôn. Lưu ý ha, nhớ sau này ví nào cũng vậy, không riêng gì ví trên mạng xui. Khi tạo ví, thứ nhất cụm từ khôi phục phải lưu, cái thứ hai những cái ví mà các bạn tạo tiếp theo á là vẫn phải lưu reward key. À, ngay cái ví đầu tiên các bạn tạo cũng phải lưu luôn cái khóa riêng tư các bạn nha, lưu ý ha, bắt buộc ấy. Rồi bây giờ cái link thì mình có đặt sẵn trong phần mô tả, anh em tải về thôi. Hiện tại nó chỉ có bản cho Chrome thôi ha, còn trên app thì hiện tại chưa có. Và không riêng gì Chrome có thể sử dụng được cái này, cốc cốc vẫn sử dụng được. Rồi Brave, trình duyệt Brave các bạn ha, vẫn sử dụng được. Rồi gì nè, cho này và trình duyệt gì đây, Chromium đó, này một cái bản giống như bản fork của thằng Chrome thôi, thì vẫn sử dụng được ha. Nên ông nào muốn xài nhiều ví trên nhiều trình duyệt thì có thể sử dụng 1, 2, 3, 3 trình duyệt này để tải tải về và tạo thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái minh họa cho các bạn xem luôn, để xóa cái ví này đi ha. Giờ hết sợ rồi, qua ví này tôi coi có reward key rồi, tôi không sợ, xóa thoải mái, bác tôi solo về sau. Rồi ha, bây giờ tạo một cái ví mới nè, read new, nhập 12 cụm từ, sorry, nhập mật khẩu gồm 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường và số. Cay lắm đó các bạn, chứ không phải không cay đâu ha. Tham gia một mớ kèo ở trên mạng xui, em được mớ NFT cũng giành giật dữ lắm. Ở trong Lumo á, cuối cùng giờ là công cấp hết. Giờ chửi chứ ai, giờ không lẽ lên Twitter chửi cái tụi điếp của thằng Su Quá Bạch, đúng không? Rồi 12 cụm từ phục này các bạn lưu lại ha. Ở đây mình tạo ví cho mọi người xem nên mình show luôn, lát mình xóa. Confirm. Trong phần giao diện ví của thằng Suyệt nó có một setting, các bạn truy cập vào một setting này. Nếu mà cái lúc tạo ví mình không copy sao lưu 12 cụm từ khôi phục vô đây mình vẫn vớt được cú chót các bạn ha. Đây, các bạn vô một security nè, nó tương tự như ví meta thôi, rất là dễ xài ha. Show 12 cụm từ khôi phục, một thứ hai và có reward key rõ ràng ha. Đây dãy reward key này, và sau này các bạn có thể sử dụng cái reward key này, các bạn solo lên ví những ví khác cũng được luôn, nó là vậy. Rồi đó là tạo ví, còn cách vòi như thế nào? Vòi thì bây giờ các bạn sẽ chuyển qua mạng testnet này, hiện tại cũng chưa hoạt động các bạn nha. Hiện tại thằng xui nó chỉ đang ở mạng deep thôi, deep là mạng developer á, các bạn dễ hình dung như vậy, nó đi theo một cái trình tự, một cái dự án nào đó mới ra, mạng lưới nào mới ra thì nó sẽ đi như vậy, và mạng phát triển hay mạng deep ha, sau đó fix lỗi này nọ, chạy một thời gian không ổn, sau đó mới nhảy lên testnet, testnet xong mới tới beta, beta mới ra mainnet các bạn ha. Đấy thì bây giờ nó đang ở mạng deep thôi, thì đây là cơ hội mình làm. Và khi va testnet thì mình cày mạnh tí các bạn ha, để khi mainnet mới có lúa được. Rồi bây giờ vòi nè, bấm vô erupt để vòi thôi, rất là đơn giản, cộng liền 0.05 ha. Và cái vòi trực tiếp ở trên ví này thì nó tương tự như cái gì nhỉ, tương tự như bên mạng App Store thôi, có khi vòi được có khi không, đúng không? Khi nào vòi không được các bạn chuyển thời gian khác vòi. Ngoài ra kết hợp thêm một cái vòi nữa và ở trên sàn Lumu, ở trên cái lau bát Lumu ha, nhánh là nhánh xui đây, các bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa App Store và xui ở đây. Ok, sau đó connect ví, connect đi ha, connect xui. Kỳ vậy. Đấy. Sau đó các bạn làm gì? Xui file set. À, đây là một cách vòi nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái ví khác của mình, may NFT thôi. NFT thì nó có tích hợp sẵn ở trên ví cho mọi người luôn. Vòi bắt buộc phải có phí gas và xui các bạn nha, ở mạng deep. Sau đó mình sẽ tạo cái NFT nè. Cái mục NFT, bấm may thôi. Báo lỗi luôn, nó báo lỗi mà vẫn không được. Tại sao không được? Cho đổi địa chỉ IP thử ra ha. Hay
còn sớm lắm. Nói chung là tiếc thì tiếc vậy thôi, chứ mấy ông cũng đừng có quá để tâm ha. Tại vì mạng xuôi này giờ nó còn sơ khai lắm, nó đang rần rần promo theo thằng anh em của nó App Store thôi, chứ nó còn lâu mới mainnet các bạn nha. Đâu phải muốn mainnet mà mainnet, thằng App Store mainnet hơi bị sớm á, chạy còn lỗi lên lỗi xuống mà bày mainnet. Vấn đề tại sao như vậy? Vì mấy thằng cá mập nó bơm thổi thôi, đúng không? Thị trường đang ảm đạm quá mà nhiều người đang là kêu cái diện là hold to die á, đang đang bị neo đỉnh nhưng mà không muốn bán, giờ nó phải ra mỗi con gì đó đẩy lên thật cao, đúng không? Để cho FOMO ham bán những cái đồng kia ra, nhảy qua hàng App Store, sau đó đợi một thời điểm mà đó nó xả hàng App Store đẩy mấy thằng kia lên, vậy bị mất kèo bên kia, đúng không? Mất cái kèo neo đỉnh ngày xưa đó, đem bán giá lỗ hết rồi. Năm nào cũng vậy các bạn, nói chung đợt nào cũng vậy. Ngày xưa mấy năm trước bắt đầu bằng cái gì nhỉ? Bắt đầu bằng con EGLD vậy đúng không? Đây các bạn, vòi vài lần là thành công thôi ha, chịu khó vòi đi vòi lại nhiều lần nó lỗi miết á. Thì nói chung là giờ thì không có trách nó được ha, tại vì đang mặn deep, muốn lỗi nhiều lỗi đi, khi nào mà ra mainnet á mà lỗi thì hãy chửi đúng không? Như tôi đang chửi App Store đó, lỗi tè lè hết rồi. Như vậy là xong các bạn nha. Tóm lại video này chia sẻ cho người, thứ nhất tạo ví, cái thứ hai là đi vòi, cái thứ ba là làm gì, à cái thứ ba đi may NFT, à còn một cái nữa, một cái rất quan trọng các bạn nha, là các bạn join Discord của dự án. Để tôi lấy cái link Discord, cái Discord này join lâu rồi, tầm cỡ 2 tháng rồi các bạn nha. Rồi thì trong Discord này các bạn có thể chat chit này nè này nọ, với lại mình tham gia Discord sớm thì sau này có cơ hội để nhận được role ha, vai trò các bạn trong Discord. Và sẵn đây thì trong Discord nó cũng có cái vòi để cho mọi người có thể vòi thêm cái đồng xui này để trữ các bạn nha. Nói chung trữ để tham gia những cái kèo testnet hay là ở trên mạng deep của nó thôi, chứ về giá trị thì không có giá trị gì. Như vậy cũng được, không nên trữ nhiều quá, lý do là reset liên tục, thì làm gì mà spam khí thế vậy, khiếp. Mấy ông này đang FOMO dữ quá nè, thấy bên App Store có airdrop đúng không, giờ bật đợt chạy qua xui. Nhưng mà những cái kèo cần thiết làm bây giờ thì lại không làm, bây giờ quan trọng là dắt Casein và Arbitrum, còn xui này chưa đâu. Rồi mình cứ đu theo các bạn nha, giờ cũng rảnh rảnh mà, sáng nhảy kèo xui, chiều qua Arbitrum, rồi tối tối đi qua dắt Casein, rồi khuya khuya nhảy về Aptos đúng không? Trời ơi nó đơ đến nỗi mà không dán được luôn ấy. Vào được các bạn nha, đại khái các bạn copy dòng lệnh falset nè, sau đó rồi gì nhỉ, rồi kèm theo địa khoản trắng, rồi kèm theo địa chỉ ví xui, rồi gửi và ok thôi. Quá ghê thôi, rồi tôi tắt cái này đi, nó số lượng người chat khủng quá, nó bị giật 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 bị lắc. Mấy ông này cũng nhạy ghê ha, thấy bên App Store có airdrop rần rần cái mà chạy qua xui liền, thông minh thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sao nhỉ, nhanh giàu lắm ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video trong quá trình ngồi nghe thấy chán, còn vấn đề gì nữa thì để về comment các bạn nhé. Join kênh Telegram để nhận tin nhanh. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.